Bộ phim này là một phiên bản khác của truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem, không có gì ghẻ, không có hoàng tử, cũng không có bà tiên. Cô gái Gong Ji trong bộ trang phục hanbok của Hàn Quốc không phải một mỹ nhân khiến bao chàng trai say đắm. Trái lại, cô luôn cảm thấy tự ti vì những vết tàn nhang trên gương mặt mình. Cả trẻ con cũng muốn bắt nạt cô. Gong Ji xấu như thế nên con chó của cô cũng không được quyền đẹp hơn chủ. Đã 16 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu thì đến bao giờ mới lấy được chồng? Ở ngôi làng này, nếu người con gái nào đủ 16 tuổi mà còn chưa kết hôn thì đã bị xem là ống trẻ rồi. Làm sao để một con vịt như cô có thể trở nên xinh đẹp hơn đây? May là lúc đó không chỉ có mỗi mình Gong Ji ế mà còn có thêm hai người bạn của cô nữa. Một người là Chun Hee Ang, tuy xinh đẹp nhưng vì là con của một tú bà nuôi dưỡng nên tính tình cũng ham mê vật chất, lăng nhăng. Cô đã yêu rất nhiều người, gần đây lại muốn tiếp cận một vị công tử giàu có, tốn rất nhiều công sức để có thể lấy được tình cảm của anh ta. Người còn lại là Trang, một cô gái bán cá ở chợ. Vì quá bận rộn với việc kiếm tiền nên cũng không có thời gian để yêu. Cả ba người tuy xuất thân khác nhau nhưng lại rơi vào cùng một hoàn cảnh. Vì vậy ngay từ nhỏ họ đã chơi thân với nhau. Họ không hề thùy mị nết na học may vá theo thùa gì như những người con gái khác trong làng. Thường xuyên tụ tập để nhậu nhẹt là chính, lại còn cùng nhau đi đào trộm khoai lang, nghịch như vậy không ế cũng uổng. Tình bạn tưởng bền lâu, ai ngờ một hôm Hee Ang tuyên bố một câu xanh dờn rằng cô ấy sắp kết hôn với một công tử nhà giàu. Hee Ang không ngại ngùng gì khi truyền lại kinh nghiệm cho hai người bạn. Chọn đàn ông thì cứ việc nhìn vào ba điều kiện này, đó là nhà, tiền và ngựa. Anh nào hội tụ đủ ba điều kiện đó đảm bảo kiểu gì cũng sẽ là một người chồng tốt. Gong Ji chu mỏ lên nói rằng muốn chọn cũng cần phải có đối tượng mới chọn được chứ. Vậy là sáng hôm sau cả ba người kéo nhau gia đình để xem mắt. Hàng ngày sẽ có vô số công tử đợi sẵn ở đây. Họ sẽ chọn ra ý trung nhân trong vô số những cô nương xinh đẹp. Sau đó sai người hầu gửi thư hẹn cô nương đó đi tâm sự. Nếu như tâm đầu ý hợp thì có thể thành thân. Hôm đó Gong Ji đã trang điểm rất xinh đẹp. Xích Đu chính là võ đài xem mắt của bọn họ. Nhưng Gong Ji chơi một lúc thì cảm thấy vui quá nên quên mất việc phải giữ hình tượng. Tưởng chừng như vậy là bị mất điểm. Không ngờ lúc đó có một công tử, anh ấy là vị quan mới đến nhậm chức, đứng từ trên lầu quan sát cảm thấy rất thích hình ảnh này của Gong Ji. Anh ta liền sai người hầu đến đưa cho Gong Ji lá thư hẹn hò. Đây là lần đầu tiên Gong Ji nhận được lời mời đi chơi với trai nên vô cùng bối rối. Cũng may người bạn Hee Ang có kinh nghiệm trong việc này nên đồng ý giúp đỡ Gong Ji. Lần đầu tiên hẹn hò thì phải làm thế nào? Các bạn cùng học hỏi theo họ nhé. Trước tiên là phải dưỡng da, trang điểm và nhổ lông nách, mặc bộ trang phục đẹp nhất, nhưng nhìn lại đôi giày của cô ấy có chút không hợp lý lắm. Bộ đồ đẹp thế này kia mà, Gong Ji được sự ủng hộ của Trang nên quyết định mượn luôn đôi giày của Hee Ang để đi hẹn hò. Trời sập tối, Gong Ji cầm đèn lồng đi đến điểm hẹn, hóa ra người gửi thư cho cô lại đẹp trai đến như vậy. Anh chàng vừa xoay mặt qua, vẻ đẹp khiến Gong Ji giật mình làm rơi cả chiếc đèn trên tay. Vì sợ anh ấy chê cô xấu nên Gong Ji không dám gặp mặt, cô chùm đầu lại rồi hốt hoảng chạy đi. Chẳng ngờ anh chàng lại chặn đường cô lại, Gong Ji nhặt chiếc giày lên và ném thẳng về phía trước, rơi trúng mặt anh chàng. Buổi hẹn hò không được màu hồng cho lắm. Và kể từ ngày hôm đó, chàng trai lại càng si mê Gong Ji. Anh mang chiếc giày ấy đi khắp nơi để tìm ra chủ nhân của nó. Nhưng việc này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Thế là người hầu đã hiến kế cho anh có thể tìm được nhanh hơn. Họ đi đến một ông thầy bói và nhờ ông ta ngửi mùi chiếc giày để tìm ra chủ nhân của nó. Vậy mà ông ấy cũng ngửi ra được mùi của Hee Ang. Thầy bói gì mà mũi thính như chó. Nhưng hóa ra vài ngày trước Hee Ang đã từng được mẹ đưa đến đây để nhờ ông ấy xem ngày cưới hỏi. Nhờ vậy mà ông ấy đã ghi nhớ lại đôi giày của Hee Ang. Nhưng lúc này hôn sự của Hee Ang đang có vấn đề. Nghe nói là nhà anh ta đã bị phá sản, không còn tiền tài danh vọng gì nữa đâu. Mẹ cô lập tức ngăn cấm hai người đến với nhau, muốn con gái nhanh chóng tìm một người chồng giàu có khác. Trùng hợp là chàng công tử kia lại nghĩ Hee Ang là Gong Ji, nên đã đến nhà tìm Hee Ang để hỏi cưới. Mẹ của Hee Ang liền mừng rỡ sắp xếp một tiệc rượu chiêu đãi linh đình, nhưng mục đích là để chuốc say anh ta để Hee Ang và chàng trai này gạo nấu thành cơm. Đúng lúc đó Gong Ji đến trả quần áo cho Hee Ang nên đã chứng kiến và nghe hết mọi chuyện. Nhìn chàng trai ưu tú trước mặt mình, Gong Ji không đành lòng để anh ta bị cướp mất đời trai nên cô đã âm thầm dùng xe kéo anh ấy ra ngoài. Anh chàng tỉnh lại nhìn thấy gương mặt của Gong Ji, chưa kịp nói gì liền ói cho một trận rồi ngất đi. Cả đêm hôm đó Gong Ji đã ân cần chăm sóc cho anh ta, rồi tự giặt lại quần áo đã dính bẩn của mình. Cô vì nghĩ rằng nhan sắc xấu xí của mình khiến anh ta buồn nôn nên đã đeo mặt nạ và mới dám trò chuyện cùng anh ấy. Sau một cơn say thì anh chàng cảm thấy đói bụng, nửa đêm ở chốn đồi không mông quạnh thế này biết kiếm ra thứ gì để lót dạ chứ. Gong Ji nảy ra một ý định, dù dây anh chàng đi đào trộm khoai lang của dân làng, sau khi bị chủ nhà phát hiện, cả hai bị rượt chạy muốn xúc quần. Không ngờ trải nghiệm này còn vui hơn lần đầu hẹn hò. Sau khi kết thúc cuộc rượt đuổi, Gong Ji vẫn giữ được cái quần, nhưng cô lại để rơi chiếc giày một lần nữa. Lúc này bằng trực giác anh chàng đã nhận ra Gong Ji chính là cô gái mà anh muốn lấy làm vợ. Nhưng Gong Ji cũng biết được anh ta vốn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, còn cô lúc này đã đem lòng yêu anh ấy mất rồi. Vì muốn trở nên tự tin hơn khi đối diện với người yêu, Gong Ji quyết định tìm đến thầy phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi thầy nhìn khuôn mặt của Gong Ji liền phán,
nhan sắc này không nên sửa làm gì, tốt nhất là đập đi xây lại luôn, may ra còn cứu vãn được. Nghe xong lòng Gong Di đau như cát, biết kiếm đâu ra tiền nhiều như vậy để sửa sắc đẹp cơ chứ. Không lẽ vì vừa nghèo vừa xấu mà cô trở thành gái ế suốt đời hay sao? Cô không cam tâm. Vừa hay lúc này trong thôn có một loại nước từ Ấn Độ, ai uống vào rồi đều có thể chữa bách bệnh, thậm chí còn có thể trở thành tuyệt sắc giai nhân. Vừa nghe vào đã biết là lừa người. Không chỉ Gong Di mà rất nhiều người tin vào những lời quảng cáo đó. Nhưng vừa phát hiện ra, người đang buôn thần bán thánh bên trên lại chính là cha của Trang. Ông ấy giả bệnh rồi để cho các tu sĩ khác tạt nước thánh vào mặt, Trang sốc đến nổi đứng như trời trồng. Còn Gong Di một mực muốn vạch mặt trò lừa đảo này ra, Trang vì bảo vệ danh tiếng của cho nên cô và Gong Di cãi nhau một trận dữ dội rồi đường ai nấy đi. Tối hôm đó cả ba người tụ họp lại chút hết bầu tâm sự. Hyang nói rằng cô ấy phải chia tay với mối tình đầu để lấy anh chàng vừa đến nhậm chức quan huyện. Trong khi đó Gong Di thú nhận cô ấy cũng đem lòng yêu anh ta. Cả hai người lao vào đánh nhau, chị em đánh nhau giành cây cà lem trông thật khó coi. Gong Di khóc tức tưởi trách bản thân vì quá tự tin nên đã lén trộm đôi giày của Hyang. Vì vậy nên anh chàng kia mới bị nhầm lẫn giữa hai người. Lúc này Hyang mới tá hỏa nhận ra anh ta không thật lòng yêu mình mà chỉ tưởng lầm mình là Gong Di mà thôi. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như Hyang đồng ý rút lui khỏi mối tình này. Gong Di sẽ được hạnh phúc bên người mà cô ấy yêu. Nhưng Hyang khóc nức nở lên vì cô ấy đã lỡ mang thai với vị hôn phu của mình mất rồi. Giờ đây lại còn bị mẹ ngăn cấm không được kết hôn. Nếu không nhanh chóng tìm một người giàu có nào đó để đổ vỏ, e rằng cô ấy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà và một mình nuôi lớn đứa con này. Ngay đến đây Gong Di cũng bắt đầu đồng cảm với Hyang. Nếu như cô ấy không nhường tình yêu của mình thì mẹ con Hyang sẽ ra sao? Ngày hẹn tiếp theo của cô và anh chàng quan huyện cũng đến. Một lần nữa sự nhẹ nhàng và tình cảm của anh ấy lại khiến tim cô rung động. Nhưng nội tâm cô lại lộ vẻ tự ti. Cô ấy lo sợ rằng anh ấy đối với cô không phải là thật lòng mà chỉ là chơi đùa. Gong Di đang cố tìm ra lý do để có thể từ chối cuộc tình này, để bản thân dễ dàng buông tay. Kết quả là anh ấy lại quá hoàn hảo, điểm nào cũng thích hết, hơn nữa anh ấy cũng thích cô. Người ta không che giấu tình cảm của mình, mạnh dạn tỏ tình còn chủ động hôn cô. Cuối cùng Gong Di cũng không cưỡng lại được. Đêm hôm đó hai người tắt đèn rồi chơi xếp hình với nhau. Mặc dù như vậy nhưng Gong Di vẫn tiếp tục né tránh phải đối diện với anh ấy bằng diện mạo thật của mình. Trong lúc này chàng quan huyện cũng bắt đầu hành trình tìm kiếm cô dâu. Anh ấy quyết định dán cáo thị để cưới cô gái chủ nhân của chiếc giày chính là Hyang. Điều này như một vết dao cứa vào tim Gong Di. Cô lẳng lặng bỏ về nhà, nhìn thấy mẹ đang đánh đuổi một con cóc. Gong Di lớn tiếng hỏi nó có tội tình gì mà lại xua đuổi nó như thế. Xấu thì cũng có cái giá của xấu chứ. Nói xong rồi Gong Di ngồi khóc ngon lành luôn. Nhưng không lâu sau cha của Trang đến báo tin. Ông ấy vì thiếu tiền bọn bán thuốc giả nên đã cấn nợ Trang cho bọn chúng. Cô ấy sẽ bị mang qua nước thanh làm cống phẩm. Nghe đến đây thôi Gong Di vội gạt hết nước mắt rồi đeo mặt nạ vào chạy đi cứu bạn. Cũng may cô đến kịp lúc và nhân cơ hội chúng không để ý, lén mở khóa giải thoát cho Trang. Trên đường về họ gặp người của chàng quan huyện đang đón Hyang đi nên được cứu mạng. Lúc này ba người bọn họ cũng đã hòa giải được mọi hiểu lầm. Dù gì Hyang vẫn còn tình cảm với vị hôn phu của mình, cô không thể ý thích mà cướp đi hạnh phúc của Gong Di, nên đã động viên Gong Di hãy tự tin thổ lộ tình cảm của mình. Cô được hai người bạn hộ tống đến quan phủ. Lúc này trời cũng đã sập tối, đại nhân đã ngồi đây từ rất lâu để đợi cô dâu của mình đến. Gong Di lần đầu tiên dùng diện mạo thật của mình để gặp anh ấy. Cô đã nói ra trôi chảy hết tất cả những lời mà anh đã từng nói với cô. Thật ra đại nhân nhận ra cô ấy chính là người con gái có nụ cười tỏa nắng mà anh đã gặp ở Xích Đu ngay từ đêm hôm qua rồi. Chỉ vì anh muốn cô vượt qua được sự tự ti của bản thân và chấp nhận đối mặt với tình cảm này, nên mới tuyên bố kết hôn với Hyang để Gong Di sợ mất anh mà lòi mặt ra. Cách này xem ra cũng thật hữu dụng. Hai người ôm chầm lấy nhau trước sự chúc phúc của mọi người. Vậy là cô ấy đã thoát ế. Cả Hyang lúc này cũng cãi lại lời của mẹ, nhất quyết bên cạnh vị hôn phu và cũng là cha của đứa bé trong bụng cô. Vậy là không ai phải đổ vào nữa. Kết phim vợ chồng Gong Di có với nhau hai mặt con, họ lúc nào cũng ân ái, tình tứ bên nhau khiến người khác trông thấy cũng phải ganh tị. Trang cũng tìm thấy một tình yêu thật sự. Bộ phim tới đây là hết rồi. Cũng may những người bạn cuối cùng không phải vì cây kem mà mất tình đoàn kết. Các bạn nào đang ế thì hãy tự tin lên nhé. Tình yêu rồi cũng sẽ xuất hiện thôi. Chỉ là khi nào nó đến thì tôi không biết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những review phim tiếp theo.